Thay vì còng lưng kiếm tiền, chi bằng đáng tiền. Bốn năng lực khiến bạn càng có tuổi càng có giá trị, tiền tự động tìm đến. Những người sống ngày càng có giá trị hơn là người biết sử dụng năng lượng và thời gian của mình đúng chỗ. Từng có người đặt ra một câu hỏi như thế này, ở đại học, làm thế nào để kiếm được tiền, có một câu trả lời nhận được rất nhiều lượt ủng hộ rằng tuyệt đối đừng dùng khoảng thời gian học đại học đáng quý này để đổi lấy một chút tiền, không đáng, ít tiền có thể ăn tiêu tiết kiệm, nhưng lãng phí thời gian và cả sức lực thì không có cách nào bù lại được. Khi bạn còn trẻ, nếu bạn chọn những lợi ích ngắn hạn, sau này, bạn sẽ phải đương đầu với hiện tại với sự mệt mỏi, bấp bênh. Những người sống cuộc sống có giá trị thường dành thời gian và năng lượng của họ ở nơi họ có thể thu được lợi ích lâu dài ngay từ đầu. Giống như một CEO từng nói, thay vì có tiền, chi bằng đáng tiền, một người càng sống càng đáng tiền, đều sở hữu bốn năng lực sau đây. Một, khả năng tự suy xét. Rất đồng ý với câu nói này, nếu mỗi người đều có thể tự suy xét bản thân trước hàng chục năm, vậy thì một nửa trong số họ có thể trở thành những người rất tài giỏi, đời người dài đằng đẵng. Khó tránh khỏi những lúc khó khăn, chán nản, nếu không biết tự suy xét lại bản thân, tự tổng kết lại chính mình, bạn sẽ mãi bị mắc kẹt, thường xuyên tự suy xét lại bản thân. Chăm chỉ suy nghĩ, có như vậy mới tránh được những sai lầm lặp đi lặp lại. Có một nhân viên kinh doanh nọ, khi mới bắt đầu bán hàng cho một công ty, anh có rất ít đơn đặt hàng, anh rất lo mình sẽ bị mất việc. Vì vậy, anh bắt đầu suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu, thông qua phân tích cẩn thận. Anh chắc chắn, sản phẩm và giá cả không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở bản thân. Kể từ sau đó, sau mỗi một lần giới thiệu bán hàng thất bại, anh sẽ ngồi nghĩ xem mình chưa đúng ở đâu, là cách nói chưa đủ sức thuyết phục hay mình quá thiếu nhiệt tình. Đôi khi, anh còn hỏi chính khách hàng của mình, kinh nghiệm của anh phong phú hơn của tôi, sự nghiệp cũng thành công. Anh có thể chia sẻ xem ban nãy tôi làm chưa tốt ở đâu hay không, rất nhiều khách hàng đã bị thuyết phục bởi sự kiên trì, nhiệt huyết và dũng cảm nhận sai của anh mà sau này trở thành khách hàng thân thiết của anh. Thành tích bán hàng của anh ngày một tốt lên, chức cũng ngày một cao hơn. Anh chính là cựu giám đốc điều hành của Conga, Edward Herman Little. Có người nói, người không biết tự suy xét lại bản thân sẽ chỉ rơi từ hố sâu cuộc đời này sang hố sâu cuộc đời khác. Sự khác biệt lớn nhất giữa mọi người không phải là họ có phạm sai lầm hay không, mà là thái độ khác nhau của họ sau khi mắc lỗi. Những người rơi vào tình trạng thất bại và đổ lỗi cho người khác sẽ chỉ dậm chân tại chỗ và rơi vào một vòng luẩn quẩn. Nếu bạn thường xuyên tự mình suy xét lại bản thân, bạn sẽ ít có nguy cơ vấp ngã và ít đi phải đường vòng hơn. 2. Năng lực phát triển. Tôi từng nghe một người bạn nói về tiêu chuẩn đào thải nhân viên trong công ty của họ trước đây. Ba kiểu người bị loại đầu tiên là những người không dám xông pha, những người không thể tiến bộ, những người có hiệu suất thấp. Làn sóng của thời đại sẽ không ngừng trải qua những thay đổi lớn. Nếu bạn không có khả năng phát triển, càng sống lâu sẽ chỉ càng khiến bản thân mất giá. Vài năm trước, tôi đến thăm một nhà máy gia công kim khí và chứng kiến được một cảnh tượng xót xa. Một nhóm công nhân đang làm việc, dù đeo găng tay dày nhưng vẫn bị kim loại sắc nhọn đâm và chảy máu. Giám đốc nhà máy nói, trong tương lai, sẽ không cần nhiều người như vậy. Có thể thay thế bằng máy móc, tiết kiệm hơn, quản lý cũng dễ dàng hơn. Chỉ cần thuê thợ điều khiển máy là được. Tôi hỏi anh ta, tương lai của những công nhân này sẽ đi về đâu? Quản đốc nhà máy cho biết, anh đã nhiều lần nhắc nhở công nhân học hỏi thêm kỹ năng từ thợ điều khiển máy, nhưng họ chỉ biết đắm mình trong những công việc nặng nhọc và dầu mỡ, không ai chịu thay đổi. Có một câu thoại kinh điển trong bộ phim Soldier Sorty rằng, đừng lúc nào cũng sống kiểu cho qua ngày. Cẩn thận cuộc sống đá ra ngoài rìa lúc nào không hay, bạn có thể chọn ở lại, nhưng những người khác sẽ chọn không ngừng chạy tiếp. Ở tuổi 30, cô bạn Sa đã chọn nghỉ việc ở công ty truyền thông mà cô ấy đã làm việc trong 5 năm. Cô ấy luôn hoàn thành tốt công việc và cũng đã được thăng chức lên cấp cao hơn. Nghỉ việc có nghĩa là bắt đầu lại từ đầu, nhưng Sa vẫn rất kiên định. Tôi không học được gì nhiều ở công ty này. Viết lách, biên tập, dẫn dắt dự án, tất cả những công việc ấy tôi đã quen như copy paste vậy. Khi được hỏi về tương lai, cô cho biết mình muốn đến những cơ quan truyền thông có uy tín trong ngành để rèn luyện bản thân. Thực tế chứng minh, sự lựa chọn của cô ấy đã đúng. Vài năm sau, cô trở thành tổng biên tập của một tạp đoàn thời trang. Hai năm trở lại đây, người ta luôn nói rằng thời đại khi muốn bỏ rơi bạn sẽ không chào một tiếng, nhưng những lo lắng thì đều là do bản thân tự cho mình. Người không ngừng phát triển sẽ không bao giờ lo bị thời đại đào thải. Thực lực bạn tới đâu, bạn có thể đi xa và ngắm nhiều phong cảnh tới đó. 3. Khả năng đào sâu.
Tôi từng được nhìn một bức tranh như này, hai người cùng đào kim cương, công cụ như nhau, xuất phát điểm như nhau, chỉ có tốc độ là khác nhau. Tuy nhiên, người đào được viên kim cương thành công lại là người đào chậm hơn. Người đàn ông đào nhanh khi sắp đào được kim cương lại vác quốc đi về. Bức tranh này làm tôi nhớ đến một câu hỏi rất phổ biến trên mạng: làm thế nào để thoát khỏi giai đoạn khó khăn trong cuộc sống? Có một câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng rằng: đi thêm vài bước nữa. Trong thời đại phát triển nhanh chóng như hiện nay, rất ít người sẵn sàng sống chậm lại để nghiêm túc rèn giũa bản thân. Sự bùng nổ bất ngờ của tiểu thuyết lịch sử, những chuyện thời nhà Minh, tạm dịch, khắp mạng xã hội Trung Quốc đã khiến tên tuổi của tác giả đương niên Minh Nguyệt trở thành hiện tượng ở quốc gia tỷ dân này. Nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau sự thành công ấy là 15 năm kiên trì mài dũa. 5 năm tuổi, anh bắt đầu tiếp xúc với các sách sử. Kể từ đó, anh hình thành cho mình thói quen đọc 2 tiếng mỗi ngày. Năm 11 tuổi, anh đọc đi đọc lại 7 lần cuốn Thượng Hạ Ngũ Thiên Niên, một cuốn sách nổi tiếng về lịch sử Trung Quốc được biên soạn bởi hai tác giả người Trung Quốc. Sau năm 11 tuổi, anh bắt đầu đọc các sách như Nhị Thập Tứ Sử, Tư Trị Thông Giám, Minh Thực Lục, Thanh Thực Lục. Tất cả đều là sách liên quan tới lịch sử. Sau rất nhiều năm, anh đã đọc được hơn 60 triệu từ các tài liệu lịch sử và cuối cùng đã trở nên nổi tiếng. Cái gọi là khoảng cách giữa người với người thực ra được mở ra như thế này: người bình thường theo đuổi sự thoải mái, cao thủ nghiêm túc mò mẫm. Miễn là bạn học cách bình tĩnh, chậm lại và nghiêm túc chăm chỉ trong lĩnh vực của riêng mình, ngay cả khi chỉ làm một việc, cũng tốt hơn là bạn làm một đống việc tầm thường. 4. Năng lực đầu tư. Thương vụ đầu tư tốt nhất trong cuộc sống là gì? Warren Buffett đã từng nói trong bài phát biểu của mình rằng thương vụ đầu tư tốt nhất là đầu tư vào bản thân. Lu Chen là một tài năng kinh doanh hiếm có ở Trung Quốc. Anh đã tạo nên kỳ tích doanh thu bán hàng từ con số 0 lên 162 triệu nhân dân tệ, khoảng 578 tỷ đồng, chỉ trong vòng 4 tháng, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Anh lại đưa ra quyết định từ bỏ công việc và tiếp tục theo học thạc sĩ. Rất nhiều người cảm thấy lạ lùng với quyết định của anh, bởi lẽ trong mắt của họ, anh đã đủ giỏi để có thể kiếm được một đống tiền rồi, tại sao lại cần phải học tiếp? Nhưng anh không nghĩ như vậy. Anh ấy cho rằng những kiến thức mà mình không biết còn có quá nhiều nên muốn đưa mình về trạng thái con số 0. Quay trở lại trường để học MBA, mang theo một chiếc cặp nhỏ mỗi ngày, đi chiếc xe đạp cũ, ăn bánh mì, uống nước lạnh và giành lấy một chỗ ngồi trong thư viện với các sinh viên chưa tốt nghiệp. Sau khi học xong, Lu Chen đầu quân cho một công ty Internet niêm yết trên Nasdaq, đó là JD.com, và trở thành phó chủ tịch của tập đoàn. Người giàu giống như con heo đất, người có giá trị giống như cổ máy in tiền. So với việc kiếm tiền nhanh chóng, hãy biến mình trở nên đáng tiền hơn. Khi bạn không biết đầu tư vào cái gì, hãy đầu tư vào chính mình, bởi lẽ đó là ngành kinh doanh duy nhất trên thế giới chắc chắn sẽ chỉ có lãi mà không lỗ. Chia sẻ với bạn quy tắc 7-2-1, 70% tự học. Có nhiều cách để học, chẳng hạn như một số khóa học online miễn phí, bài giảng, diễn đàn, phim tài liệu. 20% học hỏi từ người khác, xin lời khuyên từ những người giỏi hơn mình, đồng thời khiêm tốn học hỏi những ưu điểm và kinh nghiệm của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh. 10% đào tạo chính thức vào các ngày trong tuần, hãy bỏ qua những tương tác xã hội vô bổ và tham gia vào các khóa học đào tạo chính thức, mở rộng kho dự trữ kiến thức và học hỏi các kỹ năng chuyên môn. Đầu tư vào bản thân không phải là chạy nước rút 100m mà là chạy marathon đường dài. Chúng ta phải tiến về phía trước một cách vững vàng để có thể khỏe mạnh về được tới đích. 5. Yu Hua, tác giả của cuốn sách có tên Sống, tạm dịch, nói trong cuốn sách của mình rằng tiêu chuẩn kiểm tra một người là xem người đó dành thời gian của mình ở đâu. Đừng tự dối mình dối người. Khi đi đến hồi kết của cuộc đời, chỉ có thời gian mới là thứ không bao giờ nói dối. Đời người không có bước đi nào là vô ích cả, mỗi bước đi đều có giá trị. Những người sống ngày càng có giá trị hơn là người biết sử dụng năng lượng và thời gian của mình đúng chỗ.